Các bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 807, bản đế, còn ngông cùng hơn bản công tử nhiều. Mấy vụ làm ăn không vốn này, ngay cả nhà tư bản nhìn thấy cũng phải tự nhận mình là thánh nhân. Trước kia ta hiểu sai về ba chữ, không biết xấu hổ. Bây giờ ta mới nhận ra sai lầm của mình, đồng thời, vô cùng cảm ơn hệ thống đại gia, đã cho ta biết thế nào mới gọi là, không biết xấu hổ, thật sự, nghe hệ thống nói xong, Dương Phong không hề nổi giận, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là nằm ngoài dự liệu quá nhiều mà thôi. Tiếp theo, Dương Phong biết cuộc chiến giữa hắn và hệ thống mới. Chỉ bắt đầu, cuộc chiến này là cuộc chiến vì lợi ích của cả hai bên, là một cuộc chiến nước miếng, là một cuộc chiến xem ai không biết xấu hổ hơn. Dương Phong và hệ thống đã tranh luận gây gắt 30 phút về vấn đề chia phần trăm này, cuối cùng Dương Phong kỹ cao một bậc, trình độ không biết xấu hổ hơn hệ thống một bậc, cuối cùng quyết định chia 46, Dương Phong 6, hệ thống 4, Giá của Định Hồn Thạch cũng được ấn định là 58 vạn kim tệ. 58, 58, phát phát phát, đây chính là giá mà Dương Phong quyết định, tại sao Dương Phong lại định giá cao hơn giá thu hồi 2 vạn, chẳng phải là ngu ngốc sao? Nếu định giá thấp hơn giá thu hồi, bọn họ chỉ cần lấy Định Hồn Thạch đi bán cho quầy thu hồi vật phẩm tự động là có thể kiếm lời rồi. Định Hồn Thạch không phải là vật phẩm do hệ thống sản xuất, tuy được ký gửi ở cửa hàng để bán, nhưng quầy thu hồi vật phẩm tự động vẫn có thể thu hồi, vì vậy dương phong nhất định phải tăng giá sau khi sắp xếp xong mọi thứ dương phong liền vào hệ thống xem phần thưởng nhiệm vụ dương phong tiến vào không gian hệ thống xem xét mấy vật phẩm phần thưởng nhiệm vụ mới nhận được ánh mắt dương phong đầu tiên nhìn thấy hỏa linh thạch tỏa ra ánh sáng màu đỏ hắn cầm hỏa linh thạch trên tay xem xét cũng giống như mấy khối bình thường khác đương nhiên là màu sắc khác nhau dương phong lắc mình một cái xuất hiện bên cạnh quầy hàng đặt hỏa linh thạch vào trong bể cá nhìn bốn viên linh thạch kim thủy hỏa thổ trong bể cá hiện tại chỉ còn thiếu một linh thạch. Nhưng một linh thạch ở đâu? Dương Phong hiện tại không quan tâm một linh thạch ở đâu. Trước khi hệ thống giao nhiệm vụ, hắn sẽ không chủ động đi tìm hiểu. Hắn cũng không phải người siêng năng. Bây giờ hắn đã nhìn thấy cơ hội trở thành võ đế, mua thẻ chiến lực võ tôn, càng không muốn làm nhiệm vụ. Nhưng hệ thống có để hắn được như ý sao? Đương nhiên là không. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Bây giờ không cần phải nói trước. Sau khi đặt hỏa linh thạch vào bể cá, Dương Phong đi đến khu nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế sofa, tiếp theo hắn lại kiểm tra hai loại vật phẩm bán ra sau khi mở ra hai loại vật phẩm bán ra liền xuất hiện trước mặt dương phong truy tung phù ít một nghìn hoa cài áo chuyên dụng ít một nghìn lần này vật phẩm bán ra một loại lại có tới một nghìn cái điều này nằm ngoài dự liệu của dương phong truy tung phù chia làm truy tung phù mẹ và truy tung phù con người đeo truy tung phù con nếu bị thương hành tung của người làm bị thương sẽ bị truy tung phù mẹ khóa chặt sau khi bị truy tung phù mẹ khóa chặt sẽ không có chỗ nào để trốn trừ khi truy tung phù mẹ bị phá hủy, mỗi người tối đa mua 10 cái, giá bán 5 vạn kim tệ. Lưu ý, vật phẩm đặc biệt, sau khi bán hết sẽ không được làm mới trong cửa hàng hệ thống. Dương Phong nhìn thông tin của truy tung phù, thầm nghĩ, có truy tung phù này, sau này những chuyện như cướp bóc, giết người cướp của, cưỡng hiếp phụ nữ sẽ ít đi. Ai biết được đối phương có phải là người mình có thể chọc vào hay không, trước kia cho dù không chọc nổi, chỉ cần giết chết đối phương ở nơi không người là được. Nhưng bây giờ thì khác, nếu đối phương mang theo truy tung phù, đình nói chết chết chỉ cần làm bị thương đối phương một chút thôi thì thiên thần đại lục này sẽ không còn chỗ cho mình dung thân tuy giá bán năm vạn kim tệ có hơi đắt không phải người bình thường có thể mua được nhưng truy tung phù này vốn không phải dành cho người bình thường nếu không có chút thân phận địa vị tài sản thì ai thèm quan tâm đến ngươi xem xong truy tung phù dương phong chuyển sang vật phẩm tiếp theo hoa cài áo chuyên dụng dành riêng cho nữ giới sau khi đeo hoa cài áo này có thể loại bỏ một số cảm xúc tiêu cực giúp người ta bình tĩnh hơn. Khi tu luyện công pháp, có xác xuất tiến vào trạng thái giác ngộ, mỗi người tối đa mua 10 cái, giá bán 5.000 kim tệ. Lưu ý, vật phẩm đặc biệt, sau khi bán hết sẽ không được làm mới trong cửa hàng hệ thống, hắc hắc. Lần trước mấy cô nhóc kia còn than thở sao không có vật phẩm dành cho nữ giới, giờ thì có rồi nhé. Dương Phong nhìn hoa cài áo lấp lánh ánh vàng, trông rất đẹp, không biết sau này có trang sức dành riêng cho nam giới hay không. Xem xong hoa cài áo, Dương Phong mở hai vật phẩm chuyên dụng ra, Dương Phong xoa xoa tay, mở khóa vật phẩm chuyên dụng là việc hắn thích nhất hiện nay, hắn muốn xem xem, lần. Này có thể mở ra vật phẩm chuyên dụng gì, thể nâng cấp vũ khí, vật phẩm chuyên dụng, có thể nâng cấp vũ khí chuyên dụng một lần, giá bán linh nguyên. Dương Phong rất hài lòng với thể nâng cấp vũ khí này, lần trước hắn cũng đã bán ra một cái, nhưng không phải là loại mở khóa, dùng xong là hết. Gần đây hắn cảm thấy cấp bậc của truy phong kiếm có hơi thấp, bây giờ đã mở khóa thể nâng cấp vũ khí, có thể nâng cấp truy phong kiếm lên thẻ nâng cấp trang bị chuyên dụng vật phẩm chuyên dụng có thể nâng cấp trang bị chuyên dụng một lần giá bán linh nguyên dương phong nhìn thấy thẻ nâng cấp trang bị chuyên dụng này có chút khó hiểu chẳng lẽ thẻ nâng cấp này dùng để nâng cấp bộ trang phục chủ cửa hàng nhưng bộ trang phục chủ cửa hàng của hắn vẫn chưa đủ bộ đối với vấn đề này dương phong đã hỏi hệ thống thẻ nâng cấp trang bị chuyên dụng có thể nâng cấp bất kỳ trang bị chuyên dụng nào câu trả lời của hệ thống ngắn gọn dễ hiểu dương phong nghe xong liền hiểu ra Hiện tại Dương Phong hoài nghi. Phần thưởng nhiệm vụ hệ thống tiếp theo sẽ dựa vào vật phẩm chuyên môn trên phạm vi lớn, dù sao, vật phẩm trong trung tâm mua sắm hiện tại thật sự là quá ít, xem xong hai loại vật phẩm chuyên môn, Dương Phong lấy ra ba viên lục vị địa hoàng đang cuối cùng, ném vào trong miệng, chủ tiệm, Dương Phong, cảnh giới, võ hoàng bát giai, lĩnh vực vô địch 100 dặm, cấp bậc cửa hàng, huyền cấp bí cảnh, 2 điểm tích lũy, có thể đổi đồ dùng cửa hàng, linh nguyên, có thể đổi vật phẩm chuyên thuộc của chủ tiệm, số lần rút thưởng, 4 lần ma sủng, 3 cộng nhân viên, 5 cộng nhiệm vụ, nhiệm vụ chính tuyến, thu đủ ngũ hành linh thạch. Nhiệm vụ phụ 1, nhiệm vụ phụ 2, không sai, quả nhiên tăng lên một giai, sau khi ăn vào 3 viên lục vị địa hoàng đan, tu vi của Dương Phong đạt tới võ hoàng bát giai, điều này làm cho Dương Phong hết sức hài lòng, đột phá đến võ đế gần ngay trước mắt, Dương Phong vô cùng hưng phấn, sau này ra ngoài, có thể tự xưng là bổn đế trước mặt người khác, So với tự xưng bổn công tử còn kiêu ngạo hơn nhiều, Dương Phong y y một hồi trên ghế sofa, liền trở về phòng, sau khi rửa mặt, thoải mái nằm trên chiếc. Giường lớn mềm mại của mình, mấy ngày không nằm trên giường lớn này, thật sự rất nhớ, lăn lộn vài vòng trên giường lớn, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ say, hiện tại Thiên Phong Thành vô cùng yên tĩnh, không có ai biết Dương Phong trở về, nếu không lại gây nên một trận náo loạn xếp hàng, tại Tây Đại Lục, Đại Tề Đế Quốc Khổng Huyên đứng ở cửa Hoàng cung Đại Tề Đế quốc, bên cạnh hắn là Ninh Vương Khổng Thánh Phong và Hoàng đế Khổng Thánh Hoàng của Đại Tề Đế quốc. Khổng Huyên có tất cả 6 người con. Trai, con trai trưởng chết ở cổ chiến trường lúc 30 tuổi, con trai thứ hai là Khổng Thánh Hoàng, cũng chính là Hoàng đế Đại Tề hiện tại, Khổng Thánh Hoàng lên ngôi hoàng đế lúc 50 tuổi, sau khi lên ngôi, Khổng Thánh Hoàng cần cù chăm chỉ, cũng khiến đế quốc đâu vào đấy, nhưng hắn có một điểm khiến Khổng Huyên vô cùng bất mãn đó là không có con nối giỏi, hoàng đế không thể không có con, càng không thể không có thái tử, nhưng, người sống há có thể để tiểu tiện bức chết. Trưởng tử của Khổng Huyên, trước khi chết, đã sinh hạ hai người con trai, Khổng Huyên bèn cho một người con trai làm con thừa tự của Khổng Khánh Hoàng, cứ như vậy cũng có thái tử, không biết có phải là Khổng gia đời này bị trúng tà hay không, vị thái tử được Khổng Khánh Hoàng nhận nuôi này cũng tẩu hỏa nhập ma mà chết lúc 30 tuổi, để lại Khổng Tư Vũ còn nhỏ tuổi, ngồi lên vị trí đại hoàng tôn tuy là đại hoàng tôn nhưng đáng tiếc hắn không có quyền kế thừa hoàng vị trừ phi tất cả con trai của khổng huyên đều chết hết như vậy mấy huynh đệ của khổng khánh hoàng đều có khả năng kế thừa hoàng vị đặc biệt là trong khoảng thời gian thái thượng hoàng khổng huyên trúng độc nếu vị vương gia nào giải được độc cho khổng huyên vậy thì hắn rất có khả năng kế thừa hoàng vị mà khổng khánh hoàng để lại mà độc của khổng huyên lại được khổng khánh phong giải nhưng khổng khánh phong trực tiếp bày tỏ ý tứ hắn không coi trọng vị trí kia hiện tại hắn có chỗ tốt hơn để đi cứ như vậy hắn kể cho khổng huyên và khổng khánh hoàng nghe về chuyện tiệm duyên đến duyên đi hai người này nghe xong thì đều hóa điên nhưng sau khi có huyền ngọc phong vương mật làm bằng chứng cuối cùng khổng khánh phong lại lấy ra vật phẩm mua từ tiệm bọn họ mới tin tưởng vì chuyện này vô cùng quan trọng trên đường đến khổng thánh phong và vu giai cũng đã thương lượng thảo luận bọn họ quyết định trước tiên sẽ giấu kín chuyện liên quan đến tiệm duyên đến duyên đi đợi thế lực của mình ở thiên phong thành ổn định rồi mới tiết lộ tin tức này ra ngoài cho nên hiện tại chuyện này càng ít người biết càng tốt toàn bộ đại tề đế quốc chỉ có chủ tớ khổng thánh phong ba người cùng với khổng thánh hoàng khổng huyên và chính vị cung phụng của đế quốc cuối cùng còn nói cho một vị lão tổ tông không biết đã sống bao lâu của đại tề đế quốc tổng cộng 15 người biết, mấy ngày nay, Khổng Khánh Hoàng âm thầm tập hợp rất nhiều tài nguyên, để Khổng Huyên và Khổng Khánh Phong mang theo. Chờ bọn họ đứng vững ở thiên Tần đế quốc, hắn. Sẽ vứt bỏ ngôi vị hoàng đế này, đến lúc đó sẽ đến thiên Tần đế quốc dưỡng lão, cứ như vậy, Khổng Huyên và Khổng Khánh Phong mang theo ba vị cung phụng của đế quốc cùng một số tùy tùng xuất phát, nhưng Khổng Khánh Phong có dặn dò, đợi những đệ tử thiên tài đi ra ngoài lịch luyện trở về, lập tức dẫn bọn họ đến đông đại lục chỉ cần bọn họ tiến vào đông đại lục sẽ có người dẫn bọn họ đến thiên tần đế quốc còn ở vân yên thiên tông tình hình càng thêm hỗn loạn ngày đó dương phong đến vân yên thiên tông hắn quan minh chính đại dừng phi chu trên đỉnh đại điện của vân yên thiên tông nếu không phải vu giai đi ra từ phi chu trước phong vân lam đã hạ lệnh tấn công rồi sau khi vu giai và các đệ tử khác xuống phong vân lam muốn hỏi thăm nhưng vu giai chỉ lắc đầu nói với nàng đợi lát nữa sẽ nói rõ cứ như vậy dương phong nghênh ngang đi dạo một vòng đại điện vân yên thiên tông dưới mí mắt phong vân lam và mọi người cuối cùng gật đầu với phong vân lam và những người khác rồi vỗ mông rời đi nghe vu giai kể lại phong vân lam và cao tần vân yên thiên tông suýt nửa phát điên cuối cùng ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão và một vị lão tổ tông sống mấy vạn năm cũng bị kinh động các đệ tử nội môn do khâu tu văn dẫn đầu đã đánh bại các đệ tử tinh anh ở lại tông môn những người có thực lực xếp hạng sau bọn họ càng thêm chấn kinh bất kể là kỹ xảo chiến đấu hay kinh nghiệm chiến đấu những đệ tử nội môn này đều mạnh hơn đệ tử tinh anh tuy rằng những đệ tử tinh anh này vừa mới đột phá võ hoàng không lâu nhưng võ hoàng dù sao cũng là võ hoàng không phải là đối thủ mà võ vương có thể chống lại thế nhưng những đệ tử nội môn mới ra ngoài hơn một tháng này lại thực sự đánh bại các đệ tử tinh anh võ hoàng điều này khiến cao tần vân yên thiên tông nhìn khâu tu văn và những người khác với con mắt khác xưa đồng thời đồng ý với yêu cầu cùng đi đông đại lục của bọn họ vì danh ngạch có hạn những ma sủng còn lại bán trong máy bán hàng tự động chỉ có thể giao cho mấy đệ tử tinh anh đã đi vào thần tàn cấm địa kia những đệ tử tinh anh bị khâu tu văn và những người khác đánh bại đáng thương chỉ có thể ở lại tông môn cứ như vậy, Vân Yên Thiên Tông cũng đã chuẩn bị xong nhân tuyển đến tiệm duyên đến duyên đi, những người ban đầu cộng thêm hai vị trưởng lão, một vị thái thượng trưởng lão và tông chủ Phong Vân Lam, vì Phong Phi Trần, Phong Vân Lam nhất định phải đi theo, không ai có thể thuyết phục được nàng, cứ như vậy, bọn họ hùng hổ xuất phát. Tuyệt đỉnh Sơn, Thiên Minh, Tử Mặt, sau này hưng thịnh hay suy vong của Thiên Minh chúng ta đều dựa vào ngươi, đúng vậy Tử Mặt sau này địa vị của thiên minh chúng ta có còn siêu nhiên hay không đều dựa vào ngươi hai vị trưởng lão của thiên minh vỗ vai vân tử mặc hai vị trưởng lão tử mặc không dám nhận vân tử mặc có chút lúng cuốn nói hiện tại hắn vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra từ sau khi trưởng lão phong phi trần trở về mấy vị trưởng lão và các vị thái thượng trưởng lão đã lui xuống vẫn luôn thảo luận chuyện gì đó trong phòng họp đã mấy ngày không ra khỏi cửa nhưng hôm nay sáng sớm đã gọi hắn đến sau khi hắn đi vào, mấy vị trưởng lão vội vàng bảo hắn ngồi xuống, còn có mấy vị trưởng lão nói những lời kỳ quái này, ha ha, tử mặt, lần này hội nghị trưởng lão chúng ta đã nhất trí quyết định để ngươi vào trưởng lão đoàn. Trưởng lão thiên minh Hoàng Chính Hạo cười nói với Vân Tử Mặt, Hoàng Chính Hạo là người có tu vi cao nhất trong bảy vị trưởng lão thiên minh hiện tại, võ đế bát giai, trước kia hắn là cao. Thủ nhất hào thiên thần đại lục, nhưng từ sau khi bị Hắc Long Vương đánh bại, hắn không còn coi trọng thực lực hay thế lực nữa, cũng rời khỏi thế lực cũ, gia nhập thiên minh. mấy ngày trước, sau khi phong phi trần trở về, mang theo một số tin tức về đông đại lục, những trưởng lão thiên minh này lại có hy vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn. cuối cùng, bọn họ cũng đồng ý chuyển tổng bộ thiên minh đến nguyễn nguyệt ma sâm. sau đó, khi biết được hai đồ đệ của vân tử mặc đã trở thành nhân viên của tiệm, đôi mắt của những lão già này sáng lên như bóng đèn, nhìn thấy con đường rộng mở của mình sau khi thương lượng hoàng chính hạo rời khỏi trưởng lão đoàn thiên minh vào thái thượng trưởng lão đoàn dưỡng lão nhường vị trí cho vân tử mặc a à, khi vân tử mặc nghe nói mình được vào trưởng lão đoàn hắn càng thêm ngạc nhiên cho dù là tư lịch hay kinh nghiệm hiện tại của hắn cũng không đủ để vào trưởng lão đoàn cuối cùng dưới sự giải thích của mọi người hắn cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện kính chi tú ngưng vân tử mặc lẩm bẩm tên hai đồ đệ của mình khóc mắt có chút ương ước hôm nay một nhóm người thiên minh bọn họ sẽ xuất phát đi đông đại lục, cốc cốc cốc. Tiếng chuông khai trương vang lên, mọi người chậm rãi đi vào tiệm, khi bọn họ vô tình nhìn thấy Dương Phong ngồi ở quầy, hai mắt sáng lên, Dương trưởng quỷ đã trở lại, nếu Dương trưởng quỷ đã trở lại, vậy có nghĩa là gì? Nghĩ đến đây, tất cả bọn họ đều nhìn về phía sau Dương Phong, trên quầy hàng, có đồ, trong quầy hàng có đồ, nếu trên quầy hàng có đồ, vậy còn chờ gì nữa, bọn họ đồng loạt rẽ hướng, đi về phía quầy hàng, đồng thời, lấy ra truyền âm phù, truyền tin Dương Phong đã trở lại ra ngoài, bất kể là ở Thiên Phong Thành hay là ở các cứ điểm thế lực, sau khi biết Dương Phong đã trở về, hơn nữa trên quầy hàng có đồ bán, những người này lập tức hành động, đi về phía Thiên Ba Hồ, Dương Trưởng Quỷ, chào buổi sáng, ngài. Trở về khi nào vậy? Người đầu tiên đi vào hôm nay là Ngụy Thành, sau khi hắn nhìn thấy Dương Phong trở về, chỉ đơn thuần đến chào hỏi, không có ý gì khác. Đương nhiên, thuận tiện xem trên quầy hàng là vật phẩm gì ừm tối qua ta trở về dương phong gật đầu những người đến đây đều nhìn ba món đồ trên quầy định hướng phù hoa cài áo chuyên dụng định hồn thạch khi ngụy thành và những người khác nhìn thấy công dụng của định hồn thạch bọn họ đều kinh ngạc há hốc mồm nhưng rất nhanh bọn họ đã phản ứng lại định hồn thạch này quá xa vời đối với bọn họ từ khi nhìn thấy hoa cài áo chuyên dụng hai mắt bọn họ liền sáng lên tiểu thư nhà mình đã nói khi trở về học viện nếu có thứ gì mà các nàng có thể dùng được thì nhất định phải mua. Hoa cài áo chuyên dụng này chẳng phải là thứ mà các vị tiểu thư có thể dùng sao? Hắn lập tức lấy ra truyền âm phù, báo cho các huynh đệ đang xếp hàng biết rằng ở đây có thứ mà các tiểu thư cần, mọi người nhất định phải đến mua. Nói xong, hắn lập tức lấy thẻ hội viên của mình ra, mua hoa cài áo chuyên dụng, hiện tại Ngụy Thành vẫn có thể bỏ ra 5 vạn kim tệ này, nhưng nhiều hơn thì không được, huống hồ, hắn mua thứ này cho các vị tiểu thư không chỉ được thanh toán chi phí mà còn được thưởng thêm một. Ít, đây là loại chuyện mà những hộ vệ như bọn họ rất vui lòng làm, cứ như vậy, hoa cài áo chuyên dụng và truy tung phù bị những người này tranh nhau mua, còn định hồn thạch lại bị bọn họ thờ ơ, trong 50 người đầu tiên, tất cả đều mua hoa cài áo, số lượng hoa cài áo trực tiếp giảm đi một phần tư, định hướng phù cũng bán được một cái. Chỉ có định hồn thạch là không hề nhúc nhích, ngay cả người hỏi thăm cũng không có, Dương Phong cũng không quan tâm, bởi vì khách hàng của những định hồn thạch này không phải là bọn họ khách hàng chủ yếu của những định hồn thạch này dương phong nhắm vào tây đại lục dương phong biết rằng hiện tại mỗi thế lực lớn ở tây đại lục nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đều sẽ có một hai vị lão tổ sống mấy vạn năm tọa trấn nếu không có thứ gì có thể ổn định hồn thể của những lão tổ này thọ mệnh của bọn họ cũng sắp cạn mà những định hồn thạch này chính là vật phẩm tốt nhất để ổn định hồn thể của bọn họ hiện tại về phần sau này có xuất hiện thứ gì tốt hơn để ổn định hồn thể hay không thì phải để sau này hẳn nói nhưng theo dương phong thấy e rằng rất khó xuất hiện có lẽ sau này sẽ xuất hiện thứ có thể thay đổi trạng thái của hồn thể nhưng sẽ không phải là thứ xuất hiện với mục đích ổn định hồn thể có lẽ vài ngày nữa mấy thế lực lớn ở tây đại lục sẽ phái người đến dương phong đoán rằng ngoại trừ đại tề đế quốc vân yên thiên tông ra ba thế lực lớn còn lại chắc là không có ai báo cho bọn họ biết phần lớn mọi người đều ích kỷ Đặc biệt là người của những thế lực lớn này, hai thế lực này tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện liên quan đến tiệm của mình cho ba thế lực kia, có lẽ sau này bọn họ sẽ tiết lộ, nhưng không phải bây giờ, Dương Phong cũng không sao cả, dù sao bọn họ cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Thứ gì thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ thuộc về mình, cũng không thiếu chút. Thời gian ấy, Dương Trưởng Quỷ, chào buổi sáng, ngài trở về khi nào vậy? Tần Càng lễ phép hỏi Dương Phong, Dương Trưởng Quỷ, chào buổi sáng mấy người phía sau hắn cũng chào hỏi, ừ, chào buổi sáng, tối qua ta đã về, Dương Phong mỉm cười đáp lại, Dương trưởng quỷ, cái đó, định hồn thạch đó, thật sự có thể ổn định hồn thể sao, lúc này, Lâm Ngạo Thiên đứng sau tầng càng kích động lên tiếng, lúc này bên cạnh hắn, một đạo hồn thể chậm rãi hiện lên. Vương thần từ trong ngọc bội đi ra, đêm qua, tin tức Lâm. Ngạo Thiên xuất quan đã truyền khắp giữa mấy huynh đệ bọn hắn, tầng càng, tầng diễm, hứa nguy, chương hiền đều đến chúc mừng hắn, trừ mấy người không thể ra ngoài ở học viện, những người khác đều đến đông đủ, nhưng những người này nhìn thấy vương thần bên cạnh Lâm Ngạo Thiên, ai nấy đều kinh hãi đến rớt cầm, sau một hồi giải thích, mới biết vương thần là sư phụ của Lâm Ngạo Thiên, lúc này địa vị của Lâm Ngạo Thiên trong lòng bọn họ lại cao thêm mấy bậc, mà chuyện này đương nhiên bị cao tầng của đại tầng. Đế quốc và Thương Lan Thiên Tông biết được, sáng sớm hôm nay, bọn họ phái người đưa đến quà tặng hậu hĩnh, chúc mừng Lâm Ngạo Thiên xuất quan, đối với vương thần thì không hề nhắc đến, coi như không biết, đây chính là chỗ cao minh của bọn họ người ngoài nhìn vào sẽ thấy bọn họ coi trọng là lâm ngạo thiên ngươi chứ không phải sư phụ vương thần của ngươi sáng nay sau khi cửa hàng mở cửa một tin tức từ trong cửa hàng truyền ra khiến lâm ngạo thiên và vương thần vô cùng phấn khích có vật phẩm có thể ổn định hồn thể xuất hiện vật phẩm ổn định hồn thể là thứ mà hiện tại tất cả hồn thể đều cần nhất tuy vương thần đã dùng tụ hồn đan nhưng loại tụ hồn đan này có tiền cũng không mua được căn bản không biết lần sau khi nào sẽ rút được từ máy rút thưởng một viên tụ hồn đan đúng là có thể giúp vương thần ngưng tụ không ít hồn lực nhưng hồn lực ngưng tụ rồi cũng sẽ tiêu tán trừ phi vương thần có thể liên tục dùng lượng lớn tụ hồn đan nếu không thì hồn thể của hắn sẽ luôn tiêu tán mà hiện tại cửa hàng lại có vật phẩm ổn định hồn thể sao vương thần có thể không mừng như điên lúc xếp hàng vào cửa hàng lâm ngạo thiên và vương thần đều cầu khẩn thần linh trên trời đến lượt mình thì vật phẩm này nhất định phải còn khi hắn sắp đến quầy hàng nhìn thấy trên quầy bày rất nhiều định hồn thạch bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm nhìn giá cả đối với lâm nạo thiên mà nói đúng là đắt đỏ tuy nhiên sáng sớm hôm nay trong quà tặng mà hoàng thất thiên tần đế quốc và một vị trưởng lão của thương lan thiên tông đưa tới có một khoản tiền lớn hiện tại có thể nói lâm nạo thiên là người giàu nhất trong đám bạn bè của hắn giờ thấy còn định hồn thạch giá cả bọn họ cũng có thể mua được vì thế có chút kích động lâm nạo thiên kích động hỏi dương phong về định hồn thạch còn vương thần thì trực tiếp bay ra từ trong ngọc bội vẻ mặt kích động nhìn định hồn thạch những người xếp hàng phía sau bọn họ nhìn thấy từ trên người lâm nạo thiên bay ra một ý thức thể đều há hốc mồm trên người lâm nạo thiên có một ý thức thể tồn tại đây là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ tới tiên thiên chiến thể ngũ sắc lưu ly điệp thiên phú hàng đầu hiện tại còn phải thêm một ý thức thể bên cạnh xem ra phải đánh giá lại giá trị của lâm nạo thiên rồi dương phong nhìn dáng vẻ kích động của lâm nạo thiên và vương thần mỉm cười không sai nó quả thật có thể ổn định hồn thể lâm nạo thiên và vương thần nghe xong thần sắc càng thêm kích động nhưng đừng vội, từng người một. Dương Phong nhìn một người một hồn đang kích động nói, đây mới đúng là dáng vẻ mà người trẻ nên có chứ, bình thường giả vờ lão thành làm gì, chẳng lẽ vì ngươi là thiên mệnh chi tử của thiên thần đại lục thì phải giả vờ thâm trầm lạnh lùng sao, thực ra, người trẻ tuổi nên hoạt bát một chút, có thêm chút hỉ nộ ai ố của người thường thì tốt biết bao, Lâm Nạo Thiên và Vương Thần nghe Dương Phong nói xong, bình tĩnh lại. Tần Càng và những người khác đang xếp hàng phía trước hắn cũng cười cười, bọn họ rất hiểu tâm trạng hiện tại của Lâm Ngạo Thiên và Vương Thần, nếu đổi lại là bọn họ, có lẽ đã phát điên rồi, bọn họ cũng không lãng phí thời gian, lập tức mua xong đồ mình cần, tuy nhiên, mỗi người bọn họ đều mua một hai khối định hồn thạch để phòng ngừa bất trắc, nhỡ đâu ngày nào đó mình cần dùng đến thì sao, bọn họ cũng muốn mua thêm vài khối, nhưng tiếc là túi tiền eo hẹp, rất nhanh đã đến lượt Lâm Ngạo Thiên và Vương Thần, lão phu Vương Thần bái kiến dương trưởng quỷ. Vương Thần chấp tay chào Dương Phong, ha ha, xem ra ngươi hồi phục cũng khá, xem ra hiệu quả của tụ hồn đan cũng không tệ. Dương Phong mỉm cười đáp lại, Dương trưởng quỷ, một khối định hồn thạch này có thể ổn định hồn thể trong bao lâu? Vương thần muốn hỏi rõ điều này trước, bởi vì 58 vạn kim tệ một khối định hồn thạch cũng không rẻ, với trạng thái hiện tại của ngươi, sau khi hấp thu một khối, có thể ổn định cho ngươi ít nhất một tháng. Vương thần và Lâm Nạo Thi nghe xong, đều thở phào nhẹ nhõm, một khối định hồn thạch có thể duy trì một tháng đã rất tốt rồi, với tài sản hiện tại của mình, trước tiên mua định hồn thạch đủ dùng một năm cho sư phụ hấp thu trước đã lâm nạo thiên nạp cho mình một nghìn vạn kim tệ sau đó mua mười tấm truy tung phù và mười hai khối định hồn thạch bao nhiêu kim tệ cũng không đủ tiêu a à. lâm nạo thiên cảm thán mình vừa nạp vào một nghìn vạn kim tệ vậy mà trong nháy mắt đã tiêu hơn bảy trăm vạn vương thần cũng là một tấm thể hội viên cho mình lâm nạo thiên nạp vào thể hội viên của hắn một trăm vạn kim tệ bảo hắn cứ tiêu thoải mái bởi vì hiện tại vương thần không có nhiều thứ có thể dùng một trăm vạn kim tệ này đủ cho hắn tiêu xài một thời gian rồi vương thần hưng phấn bọc một khối định hồn thạch biến mất tại chỗ tiến vào ngọc bội mà lâm ngạo thiên đeo mấy người lâm ngạo thiên thì dưới ánh mắt của mọi người tiến vào bí cảnh thí luyện ha ha người nói xem nếu lâm gia biết bên cạnh lâm ngạo thiên có một ý thức thể thì bọn họ sẽ có biểu cảm gì hắc hắc nhất định sẽ đặc sắc vô cùng ta nghĩ hiện tại thẩm gia ở kinh đô chắc cũng đang rất náo nhiệt nào chỉ là náo nhiệt nhất định là vô cùng náo nhiệt trước kia thẩm gia ở kinh đô kiêu ngạo từ hôn, bây giờ thì sao? Đã trở thành trò cười, nếu bây giờ bọn họ biết sau lưng Lâm Ngạo Thiên có một nhân vật lớn như vậy, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đông đại lục. Sau này, bất kể ai gả con gái, nhất định sẽ nhắc đến thẩm gia, thẩm gia sẽ trở thành ví dụ điển hình cho việc làm sai lầm trong miệng mọi người. Các ngươi nói như vậy lại khiến ta nhớ đến câu nói năm xưa của Lâm Ngạo Thiên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu ni nghèo, đúng vậy đừng thinh thiếu niên. Nghèo, những người xếp hàng kia nhìn Lâm Nạo Thiên tiến vào bí cảnh thí luyện, nhao nhao bàn tán, tin tức bên cạnh Lâm Nạo Thiên có một đại lão ý thức thể bảo vệ, sau khi những người trong cửa hàng đi ra ngoài liền bắt đầu lan truyền, trong chốc lát, Lâm Gia và Thẩm Gia ở Kinh Đô lại một lần nữa trở thành trò cười, không chỉ vậy, mọi người nhìn người của Lâm Gia và Thẩm Gia ở Kinh Đô với ánh mắt đầy chế giảo, điều này khiến người của Lâm Gia và Thẩm Gia ở Kinh Đô không hiểu chuyện gì, gần đây gia. Tộc bọn họ cũng không gây ra chuyện gì, tại sao mọi người lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt như vậy sau khi bọn họ biết được nguyên nhân lập tức ngây ngẩn cả người mặt đỏ bừng vì xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống bọn họ không ngờ rằng lại là lâm nạo thiên gây ra chuyện bị vã mặt bọn họ lại một lần nữa bị lâm nạo thiên vã mặt khốn kiếp tại sao vận may của hắn lại tốt như vậy không chỉ có được ngũ sắc lưu ly điệp tiên thiên chiến thể trước sau mà còn được các thế lực lớn coi trọng bây giờ lại còn có một đại lão ý thức thể sau lưng tại sao lâm ngạo thiên hắn có đức năng gì người của lâm gia và thẩm gia ở kinh đô lúc này tràn đầy phẫn quốc trong lòng nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi hối hận bọn họ đã hối hận muốn chết khi lâm ngạo thiên có được tiên thiên chiến thể rồi ruột gan đều hối hận xanh cả rồi hiện tại bọn họ chỉ có ghen tị ghen tị và phẫn quốc trần trụi nhưng cũng chỉ có vậy bọn họ có phẫn quốc cũng chỉ có thể giữ trong lòng bọn họ không dám trút giận lên lâm ngạo thiên nếu không còn chưa đợi lâm ngạo thiên ra tay thì hoàng thất thiên tần đế quốc đã ra tay diệt bọn họ trước rồi, hiện tại, trong tay Lâm Ngạo Thiên đang nắm giữ một mỏ linh thạch, bây giờ ai dám động đến Lâm Ngạo Thiên, chẳng khác nào tự tìm đường chết, hai tiếng sau, hoa ngực và truy tung phù đã bán hết sạch, ngay cả định hồn thạch cũng đã bán được hơn 100 khối, những thứ này cơ bản đều do đám ma thú thiên cảnh mua, bọn họ giàu có, trên người có rất nhiều thứ tốt, tùy tiện ném vài món vào tủ đồ tự phục vụ thu hồi là có thể đổi được rất nhiều kim. Tệ, bọn họ thấy đồ tốt là muốn mua, Bản thân có cần dùng hay không thì để sau, ta có thể không dùng đến, nhưng ta không thể không có, gia gia ta có tiền, gia gia ta thích, chỉ trong chốc lát, Dương Phong đã kiếm được mấy chục triệu kim tệ, ngay lúc Dương Phong đang hào hứng muốn mua vài bộ lục vị địa hoàng đan, nâng cảnh giới của mình lên vũ đế thì lại bị hệ thống ngăn lại, ký chủ, thân là hệ thống ta không nên lắm lời, nhưng ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, trước năm mới ngươi đừng làm gì cả. Giọng điệu của hệ thống rất nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn dương phong nghe hệ thống nói vậy cảm thấy rất bất ngờ gần đây những chuyện hệ thống nhắc nhở hắn cơ bản đều là vì muốn tốt cho hắn có mấy lần hắn không nghe kết quả là chịu thiệt lớn lần này hệ thống lại nhắc nhở hắn hắn trở nên thận trọng hơn hệ thống ngươi có ý gì dương phong muốn làm rõ hệ thống xuất phát từ mục đích gì tại sao lại nhắc nhở hắn như vậy ký chủ ngươi không cần biết ta có ý gì nếu ngươi tin tưởng ta thì cứ làm theo nếu ngươi nghi ngờ hoặc không tin ta vậy thì ngươi tự mình quyết định nhưng hệ thống không muốn nói ra nguyên nhân cũng không yêu cầu dương phong nhất định phải làm theo ý mình để hắn tự mình quyết định mà dương phong nghe được ý của hệ thống đại khái cũng hiểu ra trong lòng đã có tính toán sau khi chịu thiệt vài lần dương phong cũng cảnh giác hơn hắn muốn ghi nhớ lời nói này của hệ thống trong lòng hệ thống nhắc nhở như vậy chắc chắn là sau này sẽ xảy ra chuyện gì đó hơn nữa chuyện này hẳn là không nhỏ liên quan cũng rất trọng đại hắn quyết định tin tưởng hệ thống một lần trước tiên án binh bất động dù sao kim tệ cũng ở chỗ mình hiện tại hệ thống tuyệt đối sẽ không tự ý sử dụng kim tệ của mình chỉ cần trước năm mới mình cẩn thận một chút đừng để hệ thống có cơ hội lừa mình vậy thì sau năm mới mình sẽ tiêu hết toàn bộ kim tệ đến lúc đó hệ thống muốn lừa mình cũng không lừa được hệ thống ngươi nói vậy chẳng lẽ ta là người không tin tưởng ngươi sao ta sẽ làm theo ý ngươi trước năm mới sẽ không làm gì cả dương phong mỉm cười nói với hệ thống trong giọng nói tràn đầy sự tin tưởng vô điều kiện đối với hệ thống tuy nhiên sau đó giọng điệu của Dương Phong lại thay đổi. Nhưng mà hệ thống, chúng ta đã nói trước rồi, người một nhà không lừa người một nhà, càng không thể hại người một nhà. Mặc dù lời nói của hệ thống có thể là xuất phát từ ý tốt, nhưng bản thân vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, vẫn phải đề phòng một chút thì hơn. Dù sao, hệ thống cũng thường xuyên lừa mình, gần đây mình cũng bị nói lừa thảm rồi, ký chủ, ngươi cứ nghe theo là được rồi. Người một nhà không lừa người một nhà hệ thống cũng nói rất kiên quyết, nhưng mà, trong lòng hệ thống, sau câu nói này lại thêm một câu, trước năm mới ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, được rồi, có lời này của ngươi ta cũng yên tâm, tuy nhiên, trong lòng Dương Phong cũng không yên phận như vậy, lúc này trong lòng hắn cũng đang lẩm bẩm, sau năm mới ta nhất định phải đào một cái hố thật to, để cho hệ thống rác rửa nhà ngươi biết, ai mới là ông chủ, một người một hệ thống, đều đang âm thầm tính toán sau năm mới sẽ đào một cái hố cho đối. Phương, rồi hung hăng chôn đối phương xuống, 4 giờ chiều, Bên ngoài cửa hàng, dưới sự oanh tạc tin tức của hổ tú tú, lục thiến thiến và những người khác, ngụy đình đình và các tỷ muội của nàng đã xin phép ra khỏi học viện. Mấy tỷ muội ngụy đình đình cầm hoa ngực mà ngụy thành, ngụy long mua tới, vui vẻ ngắm nghía, mân mê, ha ha, ngụy thành, các ngươi làm tốt lắm, bổn tiểu thư thưởng lớn, ngụy đình đình rất hài lòng, vui vẻ nói với mấy người ngụy thành, hắc hắc, đại tiểu thư, đây đều là chuyện. Ngụy thành nên làm, ngụy thành cười hì hì nói, hắn biết đại tiểu thư sẽ không bạc đãi bọn họ, bổn tiểu thư thưởng phạt phân minh, tối nay sau khi trở về, đến chỗ phúc gia gia lĩnh thưởng, ngụy đình đình cài một bông hoa tươi lên ngực, cất những bông khác đi, dẫn theo mấy tỷ muội tốt và mấy bằng hữu từ học viện đến cửa hàng, các nàng trước tiên đi đến chỗ hổ thiên thiên và hổ hoang hoang ở cửa ra vào cửa hàng, lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon đưa cho bọn chúng. Hổ thiên thiên và hổ hoang hoang vui vẻ khen các. Nàng là những tiểu thư xinh đẹp nhất, hiểu chuyện nhất thiên thần đại lục, trong cửa hàng, Mười người Ngụy Đình Đình, Ngụy Thư Di, Triệu Nhã Chi, Triệu Nhã Phương, Thẩm Gia Nghi, Tôn Tiểu Tiểu đi đến quầy hàng, Dương Trưởng Quỷ, Hoa Ngực đã hết rồi à, Triệu Nhã Chi nhìn thấy quầy hàng trống trơn, có chút thất vọng, nàng đã nói với mấy tỷ muội tốt trong học viện rồi, nhất định sẽ mua Hoa Ngực tặng cho các nàng, nhưng bây giờ Hoa cài áo đã hết, điều này khiến các nàng vô cùng khó chịu. Dương Phong Nhìn thấy, mỉm cười, hắn hôm nay thấy mấy nha đầu này không tới, liền giữ lại cho các nàng hơn 100 hoa cài áo, bản trưởng quỷ quả nhiên là người cẩn thận sẽ quan tâm đến những tiểu muội muội này nam nhân như dương trưởng quỷ thiên thần đại lục hẳn là tuyệt chủng rồi lúc này dương phong gõ nhẹ ngón tay lên quầy một trăm đoá hoa cài áo kia liền xuất hiện trên quầy hắc hắc các ngươi xem nơi này tổng cộng có một trăm cái mười người các ngươi vừa vặn mỗi người mười cái đám người ngụy đình đình sau khi nhìn thấy hai mắt liền phóng ra hào quang ánh mắt nhìn chằm chằm những đoá hoa cài áo này a à, đa tại dương trưởng quỷ đa tại dương trưởng quỷ mấy hơi thở sau các nàng mới phản ứng lại nhao nhao nói lời cảm tạ với dương phong đều lấy thẻ hội viên của mình ra để triệu kính chi quẹt thẻ không cần gấp mỗi người các ngươi đều có a dương phong nhìn thấy tình huống này cười nói dương trưởng quỷ ngươi chính là trưởng quỷ tốt nhất thiên hạ tôn tiểu tiểu ngọt ngào nói dương phong nhìn tôn tiểu tiểu nghĩ đến tên tôn nhị huân kia thật sự là cảm thán tạo hóa treo ngươi một tên thô lỗ như vậy vậy mà lại sinh ra một nữ nhi xinh đẹp hiểu chuyện như vậy, hắc, người trong thiên hạ đều biết, Dương Phong nhướng mày, mặt dày nói, chọc mọi người cười ha ha, Dương trưởng quỷ, khi nào thì có trang sức dành riêng cho nam nhân vậy, lúc này, vương bàn tử từ khu nghỉ ngơi của cửa hàng, nhăn nhăn nhó nhó đi tới nói, ở khu nghỉ ngơi, còn có mấy người nhìn chầm chầm vào nơi này. Dương Phong biết ngay, vương bàn tử lại bị bọn họ xúi dục tới hỏi thăm, người trẻ tuổi, không cần phải vội vàng, phải bình tĩnh, Cơm là ăn từng miếng từng miếng một, đường là đi từng bước một, vật phẩm bán ở cửa hàng, cũng là xuất hiện từng món từng món một, cho nên không cần gấp cáp, phải kiên nhẫn chờ đợi, sữa bò sẽ có, bánh mì cũng nhất định sẽ có, dương phong gõ gõ ngón tay lên quầy, nói lời thấm thí, vương bàn tử chỉ có thể thất vọng quay đầu, bất quá khi hắn quay đầu đối mặt với khu nghỉ ngơi của cửa hàng bên kia. Vẻ mặt thất vọng kia biến thành đắc ý, tốc độ biến sắc mặt này khiến người ta phải lắc đầu, dương trưởng quỷ, chúng ta phải về học viện rồi lần này xin phép ra ngoài không thể ở lại lâu mấy người ngụy đình đình sau khi mua xong có chút lưu luyến không rời nói với dương phong dương phong gật đầu nói ừ các ngươi trở về đi học tập cho tốt mỗi ngày đều tiến bộ cấm đoạn đại lục một chiếc phi thuyền xuất hiện trên không cách vọng xuyên thành không xa sở cô nương lão phu xuống ở đây chúng ta sau này lại liên lạc trần lâm nói với sở mộng vân trần lâm nhìn thành trì cách đó không xa phía dưới có chút kích động nói mười vạn năm tròn 10 vạn năm, Trần Lâm hắn lại trở về, sở mộng vân gật đầu, nàng hiện tại cũng là muốn trở về nhà như tên bắn, nàng đã 10 năm chưa trở về, không biết tộc nhân của mình hiện tại thế nào, nàng hiện tại hận không thể lập tức trở về bên cạnh tộc nhân, ừm, Trần Lão, chúng ta sau này liên lạc. Sở mộng vân gật đầu nói, Trần Lâm từ cửa khoang mở ra, bay xuống. Vọng xuyên thành, hắn muốn tìm một người hỏi một chút, nơi này là nơi nào, chú Linh Tông cách nơi này bao xa, Lăng Quân Thiên hôm nay đứng trên một vách núi đón gió, nhìn mặt biển mênh mông trước mắt ngẩn người, hiện tại trong vọng xuyên thành, người giàu mó chú Linh Tông càng ngày càng nhiều, lòng hắn cũng càng ngày càng nặng trữ, tuy rằng hắn không sợ những người này, nhưng các sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội trong tông môn lại khác. Mấy ngày nay hắn nhìn những sư huynh sư tỷ đóng giữ ở vọng. Xuyên thành, loại ánh mắt lo lắng và tuyệt vọng kia, lòng hắn như dao cắt, tất cả những điều này chỉ trách mình, trách mình tại sao bây giờ không có năng lực đi đối phó kẻ địch trách mình bây giờ không thể bảo vệ những người hắn quan tâm ngay khi hắn muốn bộc phát lớn tiếng hô lên sự phẫn uất trong lòng một giọng nói lại vang lên trên đầu hắn người trẻ tuổi nơi này là nơi nào lăng quân thiên vội và ngẩng đầu nhìn lại là một lão giả phong độ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với hắn a à. lăng quân thiên không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào trên người lão giả này nhưng lão giả này quả thực đang đứng trên không trung mỉm cười nhìn hắn điều này đại biểu cho điều gì Điều này đại biểu lão giả là cường giả vũ đế cửu giai hoặc là vũ đế đỉnh phong, hiện tại với cảm giác nhạy bén của hắn, cho dù là vũ đế thất giai bát giai, hắn cũng có thể nắm bắt được một tia khí tức, thế nhưng, lão giả trước mắt này, hắn vậy mà không cảm nhận được một chút dao động linh lực nào, xem ra, lão giả ít nhất là vũ đế cửu giai hoặc là đỉnh phong, chẳng lẽ, chẳng lẽ dự cảm mơ hồ của ta sẽ có một người từ trên trời giáng xuống, giải cứu chú linh tông đã xuất hiện, Lăng Quân Thi nghĩ tới. Đây, hưng phấn đến mức cả người rung lên người tới chính là trần lâm khi hắn bay tới nhìn thấy có một người trẻ tuổi đang ngẩng người ở đây liền bay tới chỗ hắn hỏi xem nơi này là nơi nào nhưng mà người trẻ tuổi kia sau khi nhìn thấy hắn vậy mà thần sắc kích động đây là có chuyện gì người trẻ tuổi ngươi làm sao vậy trần lâm nhìn bộ dáng này của lăng quân thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái hỏi a à, không có gì không có gì tiền bối nơi này là vọng xuyên thành lăng quân thiên sau khi phản ứng lại vội vàng cung kính trả lời trần lâm nghe được vọng xuyên thành Hồi tưởng trong đầu một chút, nhưng lại chưa từng nghe qua cái tên này, xem ra vọng xuyên thành này là thành trì xuất hiện sau 10 vạn năm. Vậy ngươi biết chú Linh Tông đi đường nào không, khi lăng quân? Khi nghe được lời này của Trần Lâm, trái tim kia, không tự chủ được mà điên cuồng nhảy lên. Thật sự, vị tiền bối này thật sự là tới giải cứu chú Linh Tông, dự cảm kia của ta thật sự đã thành hiện thực. Lăng quân thiên điên cuồng gào thét trong lòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền áp chế tâm tình tiếp động này xuống thử thăm dò hỏi tiền tiền bối không biết ngài và chú linh tông có quan hệ gì trần lâm có chút kỳ quái mình hỏi chú linh tông đi như thế nào người trẻ tuổi này không trả lời sao lại hỏi tới quan hệ giữa mình và chú linh tông bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều nói lão phu và chú linh tông có chút duyên phận lần này trở về chính là muốn xem chú linh tông hiện tại thế nào lăng quân thiên nghe vậy liền xác định vị lão giả trước mắt này chính là vị tiền bối mà mình nói tới giải cứu chú linh tông hắn lập tức hành lễ với Trần Lâm, đệ tử chú Linh Tông, lăng quân thiên bái kiến tiền bối. Đệ tử chú Linh Tông, lăng quân thiên bái kiến tiền bối. Lăng quân thiên cuối người hành lễ với Trần Lâm, Trần Lâm thấy vậy liền sững sờ, hắn không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, vừa tiến vào cấm đoạn đại lục này, đã gặp được đệ tử chú Linh Tông, từ sau khi gặp được trưởng quỷ, vận khí của hắn trở nên vô cùng thuận lợi, thân thể khôi phục, thực lực cũng đạt tới vũ đế đỉnh phong, người đầu tiên gặp được ở cấm đoạn đại lục, lại chính là đệ tử chú linh tông ha ha ngươi lại là đệ tử chú linh tông mau miễn lễ trần lâm hư không phất tay đỡ lăng quân thiên dậy lăng quân thiên cảm nhận được một cỗ lực lượng mà mình không thể nào chống cự nâng eo đang cúi xuống của mình lên hiện tại trong lòng lăng quân thiên vô cùng kích động chú linh tông được cứu rồi người trong dự cảm của hắn đã tới hắn kích động nhìn trần lâm cả người cũng bắt đầu run rẩy trần lâm thấy bộ dạng này của lăng quân thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái thân thể tiểu tử này chẳng có vấn đề gì cả hơn nữa thực lực ở trong đám người trẻ tuổi hẳn là thuộc hàng người nổi bật sao lại ra nông nổi này chẳng lẽ là thấy mình tiền bối xin ngài cứu chú linh tông chúng ta lăng quân thiên lần nữa không lưng hành lễ khẩn cầu trần lâm trong giọng nói tràn đầy bi phẫn chú linh tông làm sao vậy trần lâm nghe vậy nhớ mày nhìn lăng quân thiên chẳng lẽ chú linh tông xảy ra vấn đề gì bẩm tiền bối chú linh tông hiện tại đang phải đối mặt với tai họa diệt tông lăng quân thiên ngẩng đầu hai mắt đỏ hoe Dùng ánh mắt gần như tuyệt vọng, nhìn Trần Lâm, nghe đến đây, Trần Lâm giật mình, không ngờ Chú Linh Tông vậy mà phải đối mặt với tai họa diệt môn, bất quá hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt, nói, chuyện gì đã xảy ra? Lão phu nghe nói Chú Linh Tông không phải là đỉnh cấp tông môn sao? Lúc ở cửa hàng, Sở Mộng Vân còn nói, Chú Linh Tông này là một trong 15 đỉnh cấp tông môn của Cấm Đoạn Đại Lục, thế nhưng hiện tại, vậy mà phải đối mặt với tai họa diệt tông, sự thay đổi này cũng quá nhanh rồi, tiền bối trước đó là như vậy, Lăng Quân Thiên đem toàn bộ sự việc, kể rõ đầu đuôi cho Trần Lâm nghe, Trần Lâm. Càng nghe sắc mặt càng khó coi, sau khi Lăng Quân Thiên nói xong, mặt mày xa sầm, hừ lạnh một tiếng, hừ, thật to gan, hai mắt càng tỏa ra hung quang, ngữ khí cũng tràn đầy sát ý. Lão Phu muốn xem xem, kẻ nào dám đến chú Linh Tông làm càng, Trần Lâm cũng rất may mắn, may mà mình tới kịp lúc, nếu không chú Linh Tông chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Quân Thiên nghe Trần Lâm nói vậy, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có đại lão ở đây, đủ để quét ngang kẻ địch sắp tới, tiền bối, vãn bối. Còn chưa biết xưng hô của ngài, nói chuyện lâu như vậy, Lăng Quân Thiên hiện tại còn chưa biết nên xưng hô với vị đại lão này như thế nào, tâm tình Trần Lâm lúc này cũng bình tĩnh lại, hiện tại mình đã tới đây, chú Linh Tông tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì, với thực lực hiện tại của mình, không nói có thể quét ngang cấm đoạn đại lục hay không, nhưng mà, mình muốn giết ai, thì ở cấm đoạn đại lục này cũng chưa có ai có thể ngăn cản, ha ha, lão phu họ Trần ngươi cứ gọi lão phu là Trần lão là. Được, Trần Lâm khôi phục lại bộ dạng vừa rồi, vui vẻ nhìn Lăng Quân Thiên, nếu dựa theo bối phận, Lăng Quân Thiên phải gọi một tiếng lão tổ, nhưng Trần Lâm hiện tại thích người khác gọi hắn là Trần lão, dù sao ở cửa hàng lâu như vậy đã quen với cách xưng hô này, cũng thích cách xưng hô này, vâng, Trần lão. Lăng Quân Thiên đương nhiên thuận theo, "Đúng rồi Trần lão, ngài chắc chắn là đường xa mà đến, phía trước không xa chính là vọng xuyên thành, trong thành còn có các sư huynh sư tỷ của ta." để chúng ta đón gió tẩy trần cho ngài trần lâm nghe thấy đón gió tẩy trần trên mặt càng thêm tươi cười bởi vì khởi hành vội vàng hắn và sở mộng vân mang theo lương thực cũng không nhiều rất nhanh hai người đã ăn hết lương thực trong khoảng thời gian này bọn họ đều ăn đang dược tích cốc hiện tại phải hảo hảo khao thưởng cho ngũ tạng miếu của mình một phen ha ha tốt tiểu tử dẫn đường phía trước lăng quân thiên đại hỷ hưng phấn nói lớn được rồi lăng quân thiên mang theo trần lâm từ trên trời giáng xuống một tòa nhà các sư huynh sư tỷ mau ra đây lăng quân thiên hướng về phía cửa lớn đóng chặt trong sân hô lớn tiểu sư đệ ngươi la hét cái gì vậy đúng vậy tiểu sư đệ đây không giống tác phong thường ngày của ngươi a à. lời lăng quân thiên vừa dứt cánh cửa lớn đóng chặt kia liền được mở ra từ bên trong đi ra hai người đại sư huynh nhị sư tỷ mau tới bái kiến tiền bối lăng quân thiên nháy mắt ra hiệu với hai người chỉ vào trần lâm nói hai người này từ ánh mắt của lăng quân thiên đã hiểu ra tất cả, hãy làm theo lời hắn nói, hai người đầu tiên nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, bọn họ không biết tiểu sư đệ này đang dở trò gì, nhưng vẫn làm theo ý của Lăng Quân Thiên, hành lễ với Trần Lâm, vãn bối Hoàng Thiên Thụy, bái kiến tiền bối, vãn bối Diệp Vũ Huyên, bái kiến tiền bối, hai người nói xong, phía sau lại đi ra 10 thiếu niên, các ngươi cũng vậy, mau bái kiến tiền bối. Lăng quân thiên thấy vậy vội vàng thúc giục, các sư huynh sư. Tỷ phía sau hành lễ với Trần Lâm, bái kiến tiền bối những người đi ra phía sau này cũng bất đắc dĩ cười khổ nhưng nhìn thấy trần lâm có phong thái cao nhân tiền bối liền đồng thanh hành lễ với trần lâm ha ha không tệ các ngươi đều không tệ quả nhiên là thiên kiêu chi tử của chú linh tông trần lâm nhìn những đệ tử chú linh tông trước mắt này vô cùng hài lòng bọn họ tuổi còn trẻ mà đều đã đạt tới cảnh giới võ hoàng hắn rất vui mừng toàn bộ cấm đoạn đại lục và tây đại lục của thiên thần đại lục vô cùng giống nhau võ giả có thiên phú Muốn tiến vào cảnh giới Võ Hoàng rất dễ dàng, nhưng muốn từ Võ Hoàng đột phá Võ Đế thì cần phải có thiên phú dị bẩm mới có thể làm được, mà muốn từ Võ Đế sơ cấp, trung cấp đột phá đến Võ Đế cao cấp, vậy thì khó như lên trời, những võ giả có thể tiến vào Võ Đế cao cấp đều không ngoại lệ, đều là những siêu cấp thiên tài, thế nhưng, chú Linh Tông mấy trăm năm nay lại chưa từng xuất hiện một người nào. Hiện tại đã xuất hiện một siêu cấp thiên tài như Lăng Quân Thiên, nhưng mà, còn chưa đợi hắn trưởng. Thành chú linh tông đã phải đối mặt với vận mệnh bị diệt tông các sư huynh sư tỷ các ngươi còn nhớ câu nói của ta mấy hôm trước không tiền bối chính là người trong dự cảm của ta lăng quân thiên đi tới trước mặt những đệ tử chú linh tông này hưng phấn nói cái gì hả thật vậy sao những đệ tử chú linh tông nghe vậy đều trợn mắt há hốc mồm vô cùng chấn động có người còn che miệng không thể tin được nhìn lăng quân thiên rồi lại nhìn trần lâm tiền bối người thật sự có thể cứu chú Linh Tông chúng ta sao? Hoàng Thiên Thụy nhìn Trần Lâm với vẻ mặt đầy kỳ vọng, không chỉ Hoàng Thiên Thụy, mà tất cả đệ tử chú Linh Tông ở đây đều nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi. Trần Lâm vuốt vuốt râu, chậm rãi nói, ta, dọc đường đi đã nghe Tiểu Lăng Tử kể rõ đầu đuôi câu chuyện, nào ngờ đám ô hợp ở thành vọng xuyên kia, Trần Lâm nói đến đây, lộ ra ánh mắt cực kỳ khinh thường và giọng điệu khinh miệt, không phải ta tự đại, cũng không phải ta khoác lác. Chỉ bằng lũ rác rưởi đó, ta một tay cũng có thể diệt sạch bọn chúng, nghe trần lâm nói tất cả đệ tử chú linh tông ở đây đều há hốc mồm phát ra tiếng kinh hô khó tin a à, ngay lúc mọi người đang chấn động trần lâm lại thấy nữ đệ tử tên diệp vũ huyên cứ nhìn mình ngây người liền cảm thấy khó hiểu chẳng lẽ nàng ta nghi ngờ mình đang khoác lác này tiểu cô nương sao ngươi lại có vẻ mặt như vậy ngươi nghi ngờ ta khoác lác sao trần lâm nhìn diệp vũ huy nói diệp vũ huy nghe trần lâm nói mới hoàng hồn a à, tiền bối không phải không phải nàng vội vàng xua tay giải thích ta chỉ là thấy tiền bối có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu lần này đến lượt trần lâm trợn mắt nhìn ta quen mắt không thể nào ta đã mười vạn năm không đến đây làm sao có thể nhìn ta quen mắt được không thể nào ha ha tuyệt đối không thể nào ta đã lâu rồi không đến đây làm sao ngươi có thể nhìn ta quen mắt được có lẽ ngươi đã gặp người nào đó giống ta ở nơi nào đó cũng nên trần lâm xua tay lắc đầu tiểu cô nương này nhất định là trước kia đã gặp người nào đó có tướng mạo giống hắn không Phản bối không lừa gạt tiền bối, phản bối thật sự đã gặp người ở đâu đó, Diệp Vũ Huyên lắc đầu, khẳng định chắc chắn, Nhị sư tỷ, tỷ chưa từng rời khỏi địa phận tông môn chúng ta, làm sao có thể gặp qua tiền bối được. Lúc này Lăng Quân Thiên cũng tò mò nhìn Diệp Vũ Huyên nói, theo hắn thấy, hắn cũng. Nghĩ giống Trần Lâm, Nhị sư tỷ nhất định là đã gặp người giống tiền bối ở đâu đó, Diệp Vũ Huyên nghe vậy, vẻ mặt vốn rất chắc chắn, cũng bắt đầu nghi ngờ, đồng thời thầm nghĩ, đúng vậy, ta chưa từng rời khỏi địa phận tông môn. Làm sao có thể, chờ đã, tông môn đúng rồi, là tông môn, đã gặp trong tông môn, nghĩ đến đây, nàng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nói với Lăng Quân Thiên, tiểu sư đệ, ngươi nhắc ta rồi, tông môn, là trong tông môn, ta đã gặp trong tông môn, mọi người nghe Diệp Vũ Huyên nói vậy. Càng thêm hoang mang, nếu tiền bối đã xuất hiện trong tông môn, tại sao bọn họ lại không gặp qua? Hoàng Thiên Thủy đánh giá Diệp Vũ Huyên từ trên xuống dưới, không thấy có gì khác thường, sư muội này bị làm sao vậy? Nếu vị tiền bối này đã xuất hiện trong tông môn, sao hắn là đại sư huynh lại không biết? Sư muội, muội làm sao vậy? Tiền bối này sao có thể ở trong tông môn được? Tại sao chúng ta lại chưa từng gặp? Hoàng Thiên Thụy nhìn sư muội, chẳng lẽ gần đây nàng ta bị áp lực quá lớn nên sinh ra ảo giác? Đúng vậy sư tỷ, tiền bối còn không biết tông môn chúng ta ở đâu, sao tỷ có thể gặp người trong tông môn được? Lúc này Lăng Quân Thiên cũng lên tiếng, nghe đại sư huynh và tiểu sư đệ nói, Diệp Vũ Huyên lại bắt đầu tự mình hoài nghi không biết nên nói thế nào, cái này, cái này lúc Diệp Vũ Huyên chưa biết nên trả lời thế nào thì giọng nói của Trần Lâm vang lên, "Ha. Ha, có khả năng, có khả năng đã gặp ta ở Chú Linh Tông." Mọi người nghe Trần Lâm nói, đều nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Trần Lâm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, mỉm cười nói, "Mọi người không cần kinh ngạc như vậy, tiểu cô nương này nói đã gặp ta cũng không có gì lạ." Trần Lâm nói đến đây, nhìn về phía Diệp Vũ Huyên, "Tiểu cô nương, ngươi gặp nhất định không phải ta." mà là chân dung hoặc tượng thờ gì đó phải không nghe trần lâm nói diệp vũ huyên bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó kích động đến bức nhảy cẩn lên đúng rồi chân dung là chân dung ta đã gặp chân dung của người trong mật thất của tông môn mọi người nghe diệp vũ huyên nói vậy đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái hoàng thiên thụy nghi ngờ nói sư muội muội đã gặp trong mật thất của tông môn một nữ đệ tử phía sau nàng bước ra kinh ngạc nói nhị sư tỷ tỷ đã gặp trong mật thất của tông môn sao chuyện này nhị sư tỷ tỷ lén vào mật thất của tông môn nếu để tông chủ biết tỷ sẽ gặp rắc rối đấy chú linh tông có quy định nếu không được phép tất cả đệ tử đều không được phép vào mật thất của tông môn vì vậy khi nghe diệp vũ huy nói đã nhìn thấy chân dung của vị tiền bối này trong mật thất của tông môn mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt lo lắng bởi vì chỉ cần vi phạm quy định này tự ý vào mật thất của tông môn sẽ bị trừng phạt rất nặng các ngươi nhìn ta như vậy làm gì là cha ta dẫn ta vào các trưởng lão đều biết chuyện này diệp vũ huyên vội vàng giải thích cha của diệp vũ huyên không phải ai khác chính là tông chủ chú linh tông diệp hoa đình xin lỗi trước đây ta không để ý tên của diệp minh triết trùng với mã minh triết bây giờ đổi thành diệp hoa đình nhưng dù vậy nếu không được phép diệp vũ huyên cũng không được vào mật thất của tông môn nếu không cũng sẽ bị trừng phạt không phải vì ngươi là con gái của tông chủ mà có thể không tuân thủ quy định của tông môn cái gọi là thiên tử phạm pháp đồng hành với thứ dân tội vi phạm quy định của tông môn dù ngươi là con gái của tông chủ thì cũng phải bị phạt. Lúc này, Lăng Quân Thiên nhìn Trần Lâm, vẻ mặt có chút kích động, có chút lo lắng, lại có chút mong đợi, tiền bối, trong mật thất của tông môn đều treo chân dung của các lão tổ, người, chẳng lẽ người là lão tổ của tông môn chúng ta? Lăng Quân Thiên nói xong, nhìn chằm chầm vào Trần Lâm, những người khác cũng vậy, đều nhìn Trần Lâm với vẻ mặt mong đợi, nếu nói như vậy, thì có khả năng, rất lâu về trước, ta từng là trưởng lão danh dự của chú Linh Tông, trần lâm một tay chắp sau lưng một tay vuốt râu ra vẻ cao nhân từng là trưởng lão danh dự của tông môn tất cả các đệ tử chú linh tông ở đây sau khi lẩm bẩm một câu hai mắt đều sáng lên đệ tử bái kiến lão tổ hoàng thiên thụy dẫn đầu các đệ tử vì xuống bái trần lâm nếu chân dung của vị tiền bối này thật sự xuất hiện trong mật thất của tông môn thì chắc chắn người chính là lão tổ của tông môn nếu là người khác nói có lẽ bọn họ còn nghi ngờ nhưng sư muội nói đã từng thấy chân dung của tiền bối trong mật thất của tông môn vậy thì vị tiền bối này chắc chắn là lão tổ của chú linh tông rồi ha ha miễn lễ miễn lễ mọi người mau đứng dậy trần lâm giả vờ đưa tay ra đỡ các đệ tử dậy ha ha lần này các ngươi không còn cho rằng ta khoác lác khi nói ta có thể một tay tiêu diệt đám người kia chứ trần lâm cười ha hả nói ha ha lão tổ người quá khiêm tốn rồi chỉ cần người liếc mắt một cái lũ rác rưởi dám ký du chú linh tông chúng ta đều phải cúi đầu bái lạy một đệ tử tên văn nhân thắc cười tuê tét nói không sai không sai đám rác rưởi đó còn cần người ra tay sao chỉ cần người phẩy tay một cái bọn chúng sẽ hồn phi phách tán có lão tổ ở đây chú linh tông chúng ta không còn gì phải lo lắng nữa các đệ tử lần lượt bày tỏ quan điểm của mình các sư huynh sư tỷ chúng ta phải chuẩn bị đón gió tẩy trần cho lão tổ ngày mai chúng ta sẽ mời lão tổ về tông môn lúc này lăng quân thiên lên tiếng nói được mấy người các ngươi đi chuẩn bị ngay. Hoàng Thiên Thụy nói với mấy sư đệ sư muội, vâng, đại sư huynh, chúng ta đi ngay, mấy đệ tử chú Linh Tông được gọi tên vội vàng chạy ra khỏi sân, lão tổ, mời người vào phòng trong, chú Linh Tông, tông chủ Diệp Hoa Đình cùng mấy vị trưởng lão đang ngồi trong đại điện, thở dài não nề, bọn họ vừa đi thăm thái thượng trưởng lão ở hậu sơn, phát hiện người đã sắp lì đời, theo lời thái thượng trưởng lão, người chỉ có thể chống đỡ thêm 7 ngày nữa, nhưng trước khi chết, người sẽ tiện tay xử lý đám người đang dò mó tông môn ở dưới chân núi, tuy nhiên, cho dù thái thượng trưởng lão có xử lý được đám người dưới chân núi, thì bọn họ cũng không đối phó được đám người ở thành vọng xuyên. Hai Diệp Hoa Đình lại lắc đầu thở dài, nói, chẳng lẽ chú Linh Tông đã tồn tại mấy chục vạn năm, lại phải diệt vong trong tay chúng ta sao? Mấy vị trưởng lão cũng lộ vẻ mặt đau khổ, hiện tại bọn họ không thể làm gì, cả tông môn như bị người ta bao vây, chỉ chờ thái thượng trưởng lão vừa chết, bọn họ sẽ lập tức cùa. Lên, bức thư cầu cứu chúng ta gửi đến các tông môn khác, không có một bức nào hồi âm, xem ra bọn họ cũng rất vui khi thấy chú Linh Tông chúng ta biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, đại trưởng lão chú Linh Tông Hoàng Diệp Ngọc vẻ mặt u ám nói, hồi âm. Hừ, chỉ cần bọn họ không tới dẫm đạp lên chúng ta, thì coi như bọn họ còn có lương tâm, nhị trưởng lão Văn Nhân Minh nghiến răng nghiến lợi, vô cùng căm phẫn, hắn có thể khẳng định, chắc chắn có một số thế lực hàng đầu đã tham gia vào kế hoạch tiêu diệt chú Linh Tông lần này, nếu không có bọn họ tham gia, những thế lực hạng hai hạng ba này làm sao dám trắng trợn như vậy chính vì có thế lực hàng đầu tham gia bọn họ mới dám làm càng như thế nhưng biết rồi thì sao cục diện của cấm đoạn đại lục đã duy trì quá lâu tài nguyên cũng dần dần cạn kiệt muốn có đột phá mới nhất định phải thay đổi phải thay đổi như thế nào hiện tại có quá nhiều thế lực hàng đầu ở cấm đoạn đại lục chỉ có giảm bớt số lượng thế lực hàng đầu chia cắt tài nguyên của bọn họ thì bọn họ mới có thể duy trì địa vị hiện tại của mình Chú Linh Tông chính là một trong những thế lực hàng đầu sắp bị loại bỏ, không có võ đế cấp cao, bọn họ chỉ là một miếng thịt béo bở, mặt người sâu xé, theo điều tra sơ bộ của ta, ít nhất có. Ba thế lực hàng đầu đã tham gia vào kế hoạch tiêu diệt chú Linh Tông chúng ta, tam trưởng lão chú Linh Tông Quách Phù nói với giọng nặng nề, chẳng lẽ chú Linh Tông chúng ta thật sự không thể thoát khỏi kiếp nạn này sao? Diệp Hoa Đình đập mạnh tay xuống tay viện ghế, đau khổ nói, đúng lúc này, bên ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân lộn xộn, một giọng nói trong trẻo truyền vào từ cửa đại điện. Cha, cha, chúng con đã về rồi, chúng con mang tin tốt về cho người. Vừa dứt lời, Diệp Vũ Huyên chạy vào. Từ ngoài cửa, ngay sau đó, Hoàng Thiên Thụy dẫn theo các đệ tử chú Linh Tông cũng lần lượt bước vào. Cuối cùng, Trần Lâm chấp tay sau lưng, thông thả bước vào đại điện chú Linh Tông phía sau bọn họ. Vừa bước vào, Trần Lâm liền quan sát đại điện. Đại điện này chắc đã được tu sửa nhiều lần rồi, vi vi toàn khác với lúc hắn còn ở đây, không chỉ đại điện khác, mà còn rất nhiều nơi khác nữa, ngoại trừ cổng núi, thì giống như đổi xa một nơi khác vậy, 10 vạn năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ, ví dụ như Chú Linh Tông từng rất hùng mạnh, giờ lại sắp bị diệt vong, khi Diệp Hoa Đình nhìn thấy các đệ tử trở về, liền lộ ra nụ cười gượng gạo, tiểu thiền, nói xem, các con mang tin tốt gì về, Diệp Hoa Đình nhìn Diệp Vũ Huyên với vẻ mặt triều mến, thu lại vẻ mặt đau khổ, mỉm cười nói, Tông chủ, người xem chúng con đã dẫn ai tới đây, Lăng Quân Thiên cười nói với Diệp Hoa Đình, đồng thời chỉ tay vào Trần Lâm đang quan sát đại điện chú Linh Tông. Diệp Hoa Đình và các vị trưởng lão nhìn theo hướng tay Lăng Quân. Thiên, thấy Trần Lâm đang đi tới đi lui nhìn ngó, lúc này bọn họ mới nhận ra có một người lạ mặt đi vào, khi nhìn thấy mặt Trần Lâm, bọn họ đều sững sờ, hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi, cha, các vị trưởng lão, có phải mọi người đang nghĩ đã gặp người này ở đâu rồi không? Diệp Vũ Huyên cười nhìn Diệp Hoa Đình và các vị trưởng lão, nhìn vẻ mặt của bọn họ, Diệp Vũ Huyên đã đoán được bọn họ đang nghĩ gì, đúng vậy, rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, Diệp. Hoa Đình gật đầu, các vị trưởng lão khác đều nhìn Diệp Vũ Huyên với ánh mắt nghi ngờ, hy vọng nàng có thể giải đáp cho mọi người, cha, các vị trưởng lão, mọi người vừa gặp người này cách đây không lâu, con nhắc nhở một chút nhé, mật thất tông môn, chân dung, Diệp Vũ Huyên nhắc nhở mọi người, lúc này, Diệp Hoa Đình cùng mấy tên trưởng lão rốt cuộc phản ứng lại, cũng nhớ ra đã từng gặp lão giả này ở nơi nào, trần, 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 lão, lão tổ. Diệp Hoa Đình hai mắt dại ra nhìn Trần Lâm, mấy tên trưởng lão khác cũng đều là bộ dạng không thể tưởng tượng nổi, như gặp quỷ, vị lão tổ này chính là nhân vật của 10 vạn năm trước, nhưng bây giờ lại sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, nếu là một linh hồn thể thì còn dễ nói, nhưng đây không phải, là một thân thể có máu có thịt. Lúc này, Trần Lâm cũng đưa ánh mắt nhìn về phía này, mỉm cười nhìn Diệp Hoa Đình cùng mấy tên trưởng lão lý minh triết cùng mấy tên trưởng lão đồng loạt đứng dậy thân hình lóe lên liền đi tới trước mặt trần lâm ngài ngài là là trần lâm lão lão tổ diệp hoa đình lắp bắp hỏi hiện tại trong đầu hắn trống rỗng nếu người này là trần lâm lão tổ vậy hắn đã sống lâu như thế nào hiện tại cảnh giới của hắn là gì nếu đây không phải trần lâm lão tổ vậy hắn là ai vì sao lại giống trần lâm lão tổ như thế nếu người này thật sự là trần lâm lão tổ vậy chẳng phải chú Linh Tông bọn họ nghĩ tới đây, Diệp Hoa Đình cùng mấy vị trưởng lão đều run rẩy đây là sự hưng phấn, kích động, không sai, lão phu chính là Trần Lâm, 10 vạn năm trước, quả thật đã từng đảm nhiệm chức trưởng lão danh dự của chú Linh Tông, Trần Lâm mỉm cười thừa nhận, tông chủ chú Linh Tông Diệp Hoa Đình, bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ, Diệp Hoa Đình cùng vài tên trưởng lão cuối người bái Trần Lâm, đồng thời lớn tiếng hô, bây giờ bọn họ vô cùng kích động, lão tổ 10 vạn năm trước vậy mà vẫn còn sống, Vậy thực lực của vị lão tổ này rốt cuộc cao đến mức nào? Chẳng lẽ hắn đã đột phá cảnh giới võ đế rồi sao? Nếu vậy, chẳng phải chú Linh Tông bọn họ lại trở nên mạnh mẽ sao? Được rồi được rồi, không cần đa lễ. Lần này lão phu trở về chú Linh Tông xem thử, muốn giải quyết một số chuyện cũ mà thôi, nhưng nhìn chú Linh Tông. Hiện tại, lão phu thật sự cảm khái, Trần Lâm phất tay, Diệp Hoa Đình cùng mấy tên trưởng lão được đỡ dậy, nhưng lão phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao lão phu cũng từng là trưởng lão danh dự, các ngươi cũng tôn lão phu là lão tổ, vậy lão tổ sẽ dẫn dắt các ngươi, đưa các ngươi trở lại thời kỳ đỉnh phong của chú Linh Tông. Trần Lâm bá khí nói, hắn có tư cách nói lời này, không cần nói đến cảnh giới võ đế đỉnh phong hiện tại của hắn. Chỉ cần hắn là nhân viên của cửa hàng duyên đến duyên đi. Cũng đủ để chú Linh Tông trở lại đỉnh phong, trở lại thời kỳ huy hoàng trước kia. Diệp Hoa Đình nghe được lời này của Trần Lâm thì vô cùng phấn khích. Bọn họ không biết vì sao lão tổ 10 vạn năm trước còn sống, bọn họ cũng không biết tu vi hiện tại của vị lão tổ này là gì, nhưng bọn họ biết, tu vi của vị lão tổ này tuyệt đối là thông thiên, đừng nói dẫn dắt bọn họ, hiện tại dẫn dắt chú Linh Tông bọn họ độc bá cấm đoạn đại lục, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có lão tổ này, bọn họ còn sợ gì. Nữa, những kẻ tiểu nhân ở dưới chân tông môn và trong vọng xuyên thành kia, chỉ cần phất tay là có thể khiến bọn chúng hồn phi phách tán, có lão tổ, chú Linh Tông chúng ta nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của cấm đoạn đại lục, trở thành đệ nhất tông môn cấm đoạn đại lục. Lăng quân thiên lên tiếng nói, tiểu sư đệ nói đúng, có lão tổ, chú Linh Tông chúng ta sẽ lại một lần nữa trở lại thời kỳ đỉnh phong, đúng đúng, có lão tổ, chú Linh Tông chúng ta sẽ nhanh chóng cuộc khởi, các đệ tử đều đồng ý với lời của Lăng quân thiên, lời nói vừa rồi của Trần Lâm khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu cũng bùng cháy, trong mắt bọn họ, trên đại lục này còn ai là đối thủ của lão tổ, còn ai xứng làm đối thủ của lão tổ. Chỉ cần lão tổ phất tay, là có thể giết chết đám người các ngươi dám mưu đồ chú Linh Tông. Trần Lâm nhìn bọn họ, mỉm cười, đệ tử chú Linh Tông ưu tú như vậy, sao có thể không cuộc khởi. Diệp Hoa Đình cùng mấy vị trưởng lão cũng kích động, có lão tổ, chú Linh Tông không còn gì phải lo lắng nữa. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì, vội vàng đi tới trước mặt Trần Lâm, lần nữa hành lễ nói, lão tổ, thái thượng trưởng lão của chúng ta sắp không xong rồi, xin lão tổ ra tay cứu thái thượng trưởng lão. Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy cũng phụ hòa, trên đường tới đây, ta đã nghe mấy tiểu tử kia nói rồi, dẫn ta đi xem thử, đối với việc cứu người, Trần Lâm cũng không nắm chắc lắm, nếu trưởng quỹ nhà hắn ở đây thì không thành vấn đề, nếu chỉ là vấn đề tuổi thọ, Trần Lâm vẫn có thể giải quyết, hiện tại trên người hắn có một viên tăng thọ đang có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ, đây là một trong những vật phẩm hắn đã mua trước khi đi, vâng, lão tổ. Diệp Hoa Đình vội vàng đáp, hắn bảo các đệ tử lui xuống nghỉ ngơi trước, sau đó cùng mấy vị trưởng lão dẫn Trần Lâm đi tới hậu sơn, rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của diệp hoa đình cùng mấy vị trưởng lão trần lâm đi tới nơi bế quan của thái thượng trưởng lão diệp huy ở hậu sơn khi trần lâm nhìn thấy diệp huy trên người lão tràn ngập tử khí sinh cơ cũng dần dần tiêu tán đây là dấu hiệu của sức cùng lực kiệt nếu không có sinh cơ mới xuất hiện diệp huy chắc chắn sẽ chết khi diệp huy nhìn thấy tông chủ cùng các vị trưởng lão tới có chút nghi ngờ không phải hai ngày trước mới tới thăm sao sao lại tới nữa tuy rằng lão phu ta sống không được bao lâu nữa nhưng cũng không cần cứ cách ba ngày hai bữa lại tới thăm nhưng khi nhìn thấy trần lâm lão sửng sốt một chút hình như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra thái thượng trưởng lão đây là lão tổ trần lâm lão tổ diệp hoa đình thấy vẻ nghi ngờ trong mắt diệp huy vội vàng nói khi diệp huy nghe thấy diệp hoa đình nói trần lâm lão tổ hai mắt lão trợn to vẻ mặt khó tin lão nhìn trần lâm nhớ lại bức họa chân dung trần lâm lão tổ trong mật thất của tông môn hai người giống nhau như đúc không sai đây chính là Trần Lâm lão tổ, nhưng mà, Trần Lâm lão tổ là người của 10 vạn năm trước, sao lại sống đến bây giờ, nhưng lão cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Lâm, hành lễ nói: "Đệ tử Diệp Huy, bái kiến lão tổ." Trần Lâm đưa tay ra nói: "Được rồi được rồi, miễn lễ." Trần Lâm nhìn Diệp Huy, trong lòng đã hiểu rõ, nếu chỉ là vấn đề tuổi thọ thì vẫn dễ giải quyết, "Lão tổ, người xem Thái thượng trưởng lão, người có cách nào không?" Diệp Hoa Đình cùng các vị trưởng lão nhìn Trần Lâm với vẻ mặt đầy mong đợi. Diệp Huy không chỉ là thái thượng trưởng lão, mà còn là ông cố của Diệp Hoa Đình, cho nên vẻ mong đợi trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Diệp Huy cũng hiểu ý của Diệp Hoa Đình cùng các vị trưởng lão, lập tức lão cười khổ lắc đầu, thiên phú của lão có hạn, đã không thể tiến thêm, tuổi thọ cũng sắp hết, hiện tại, đang dược, thiên tài địa bảo có thể tăng tuổi thọ, lão đều đã dùng qua. Giờ những thứ này không còn tác dụng gì với lão. Nữa, lão đã giàu hết đèn tắt rồi, chờ chút lão vốn đã cam chịu số phận, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, người đứng trước mặt lão chính là lão tổ 10 vạn năm trước, là 10 vạn năm trước, không phải một vạn năm trước, biết đâu lão tổ thật sự có cách để lão tiếp tục sống, nghĩ tới đây, Diệp Huy cũng nhìn Trần Lâm với vẻ mặt đầy mong đợi, Trần Lâm nhìn mọi người, mỉm cười. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.